bệnh tiểu đường và cách chọn lựa thức ăn để ổn định đường huyết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe 999. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình đẩy lùi bệnh tiểu đường, an tâm sống vui sống khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sau. Thứ nhất là bữa ăn an toàn cho đường huyết của những người mắc bệnh tiểu đường. Xây dựng một bữa ăn giàu dinh dưỡng nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho đường huyết của những người mắc bệnh tiểu đường là điều vô cùng quan trọng. Video ngày hôm nay sẽ giúp bạn xây dựng một thực đơn cực tốt và an toàn cho những người mắc bệnh tiểu đường. Thứ hai, đó là đánh bại bệnh tiểu đường khi biết được 6 điều quan trọng này. Không khó để đẩy lùi và phòng chống bệnh tiểu đường sớm nhất khi bạn nắm rõ được những lưu ý quan trọng và cần thiết sau đây. Và cuối cùng đó chính là hướng dẫn 6 cách hạ đường huyết an toàn. Đây là những kiến thức và những thông tin vô cùng cần thiết và quan trọng. Chính vì vậy, quý vị đừng bỏ qua bất cứ một chuyên mục nào. Hãy lấy giấy bút ghi chép cẩn thận những nội dung và kiến thức quan trọng nhất. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi hay ý kiến thắc mắc gì, vui lòng để lại bình luận bên dưới. 30 tập của chương trình sẽ giúp quý vị giải đáp mọi thắc mắc đó trong những video lần sau. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với video ngày hôm nay. Bữa ăn an toàn cho đường huyết của bệnh nhân tiểu đường. 1. Chọn thức ăn để giữ đường huyết ổn định. Thực đơn của người mắc bệnh tiểu đường vẫn rất đa dạng và bắt mắt, chứ không chỉ gói gọn trong vài món mà người bệnh nghĩ là an toàn. Song điều cần thiết là phải biết cách chọn thực phẩm đúng cách. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thức ăn nên chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày, giờ giấc ăn ổn định để tránh tăng cao lượng đường trong máu sau bữa ăn và cũng tránh hạ đường huyết lúc xa bữa ăn. Tốt nhất là ăn 3 bữa chính và từ 1 đến 3 bữa phụ trong một ngày. Bữa ăn nên có nhiều thành phần thực phẩm như bột đường hay chất đạm từ thịt, cá, trứng, đậu, chất béo và chất xơ từ rau củ quả, đậu, ngô, giúp đường được hấp thu vào máu một cách từ từ và kéo dài, có lợi cho người bệnh. Nên ổn định lượng bột đường ở mỗi bữa ăn như lượng cơm, bún, khoai hay trái cây để duy trì tốt đường huyết. Trong bữa ăn nên ăn nhiều chất xơ như rau củ quả để làm chậm hấp thu đường huyết và quét bớt cholesterol thừa khỏi ống tiêu hóa, chống táo bón và giảm nguy cơ ung thư ruột già, giúp kiểm soát cân nặng. Tránh chế biến những món ăn hầm nhừ, xay nhuyễn hay lăn bột chiên, hoặc phải dùng nhiệt độ cao như chiên, nướng. Chế độ ăn cần phù hợp với các loại thuốc đang sử dụng. Người bệnh tiểu đường nên ăn nhạt, nêm nếm mắm muối vừa phải. Tổng lượng muối mỗi ngày nên ăn dưới 6 gram, tức là vào khoảng một muỗng cà phê vun muối trở xuống. Hạn chế ăn các loại món mặn như mắm, chao, xúc xích, lạp xưởng, giò lụa, đồ hộp, dưa cà, dưa muối hay bột ngọt, v.v. 2. Chủ động thay thế các món ăn. Người bệnh tiểu đường cần biết cách tổ chức các bữa ăn cho mình. Những thức ăn thông dụng nhất trong các bữa ăn hàng ngày ở nước ta là cơm, thịt lợn, rau xanh và dầu mỡ. Đối với người tiểu đường, có thể thay thế để kiểm soát đường huyết như đối với cơm, ta có thể thay thế bằng bún, bánh phở, miến, bánh canh, bánh cuốn hay cơm gạo lứt. Đối với nhóm đạm, nên chọn thịt nạc bỏ vai, nên ăn cá và hải sản, đạm thực vật như đậu, đậu que hay nấm, v.v. Người bị suy thận thì phải ăn ít chất đạm theo yêu cầu của bác sĩ. Đối với nhóm béo, nên chọn dầu thực vật như dầu vừng, dầu đậu nành, dầu gấc, trừ dầu dừa và dầu cọ. Mỗi tuần nên ăn ít nhất 2 lần mỡ cá, tránh dùng mỡ động vật như mỡ gà, mỡ lợn, mỡ bò hay cừu. Bơ, margarin, da, óc lợn, đồ lòng hay phủ tạng như tim gan cật, v.v. Với người trưởng thành, mỗi tuần có thể ăn tối đa từ 3 đến 4 lòng đỏ trứng. Người có rối loạn mỡ máu chỉ nên ăn 2 trứng trên một tuần. Nên ăn nhiều các loại rau cải, rau đậu để tăng lượng xơ và cung cấp đủ vitamin, khoáng chất. Nên ăn khoảng một bát rau trong mỗi bữa ăn. Nhóm trái cây, nên chọn những loại trái cây ít ngọt như cam, quýt, bưởi, mận, táo, dứa, v.v.
B. Đánh bay tiểu đường khi biết được 6 điều này. Theo kết quả nghiên cứu, không quá khó để đẩy lùi bệnh tiểu đường nếu như chúng ta lưu ý một số yếu tố sau đây. 1. Về tuổi đời. Đừng quên, tiểu đường rồ ga tăng tốc từ tuổi 50. Nam cũng như nữ sẽ không chừa một ai. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy trong những thập niên gần đây, tình trạng thiếu hụt nội tiết tố giới tính gần tuổi về hưu khiến nam mãn dục, khiến nữ tắc kinh là đòn bẩy cho bệnh tiểu đường. Thời điểm máu dễ biến thành chè ngọt, thậm chí có thể sớm hơn nhiều. Nếu nạn nhân trước đó có cuộc sống quá căng thẳng vì nội tiết tố của tuyến thượng thận trong tình huống stress dồn dập là nguyên nhân làm tăng đường huyết. Do đó, ráng tránh sao cho đừng quá stress lúc thiếu thời. Cũng đừng quên tham gia các chương trình tầm soát định kỳ khi người đối diện mới bắt đầu, còn gọi mình bằng chú và bằng cô. 2. Cơ tạng. Người có thân nhân, trực hệ đã bị tiểu đường, dễ là miếng mồi ngon của bệnh tiểu đường. Cẩn tắc vô áy náy, nên cẩn thận với chuyện ăn uống hơn người khác nếu là thành viên của gia đình có vài người đã bị bệnh. 3. Vòng bụng quá cỡ. Các nhà nghiên cứu về bệnh tiểu đường đã quả quyết là lượng mỡ đóng đô ở thành bụng càng nhiều, dù là do ít vận động hay uống quá nhiều bia, đều là đòn bẩy cho bệnh tiểu đường. Tệ hơn nữa là người có vòng 2 vượt chỉ tiêu là đối tượng vừa khó vừa điều trị, vừa mau gặp biến chứng một khi đã bị bệnh tiểu đường. Giảm cân cho bằng được, nếu dư cân, tránh rượu bia càng nhiều càng tốt là biện pháp phòng bệnh. 4. Ít vận động. Theo thống kê của hãng bảo hiểm y tế ở châu Âu, một số người mắc bệnh tiểu đường ở các thành phố lớn, ở các nước công nghệ cao gấp 3 lần ở những vùng nông thôn, vì mức vận động của người dân chốn thị thành chỉ bằng phân nửa nhà nông. Đừng ngồi yên quá thường lúc còn trẻ là tránh được cảnh sau này phải nằm dài trên giường bệnh vì tai biến mạch máu não. 5. Thiếu thực phẩm xanh. Chức năng của tụy tạng, cơ quan có nhiệm vụ điều chỉnh đường huyết, tùy thuộc vào nhiều loại sinh tố và khoáng tố. Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường rõ ràng tỷ lệ nghịch với hàm lượng rau quả tươi trong khẩu phần ăn. Thêm vào đó, ai càng mạnh miệng với thực phẩm công nghệ thì người đó càng dễ bị bệnh tiểu đường vì có nhiều chất phụ gia là khắc tinh của tụy tạng. 6. Huyết áp cao. Bệnh nhân huyết áp cao có nguy cơ bị bệnh tiểu đường cao gấp 3 lần so với những người bình thường. Tuy cũng có nếp sống dễ bị tiểu đường, nhưng huyết áp trong định mức bình thường. Chính vì vậy, hãy kiểm tra huyết áp và chủ động tìm ra giải pháp để ổn định huyết áp của cơ thể sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tổ chức Y tế Thế giới WHO không vô cớ đã khẳng định bệnh tiểu đường là một trong các nguy cơ hàng đầu cho sức khỏe cộng đồng ở thế kỷ 21 này. Mặc dầu bệnh không lây lan, họ hoàn toàn có lý khi 10% dân số mắc phải bệnh tiểu đường, ngay cả ở các nước có nền y tế tiên tiến. Điểm vô cùng đáng tiếc, theo dẫn chứng của chuyên gia ngành nội tiết, một số không ít, tối thiểu cũng là 1/3 số bệnh nhân tiểu đường đã không mắc bệnh nếu trước đó chịu khó loại trừ hay giảm thiểu các nhân tố tạo điều kiện cho bệnh dễ phát tán từ tuổi trung niên. Mới nghe phương thức tưởng như phức tạp, nhưng biện pháp phòng bệnh tiểu đường trên thực tế vẫn còn quá đơn giản nếu so với việc trị bệnh một khi đã bệnh đã bị phát. Đợi nước đến chân mới nhảy, nhưng lúc đó thì còn sức đâu mà nhảy. C. 6 cách hạ đường huyết lâu dài. Dưới đây là 6 cách mà người mắc bệnh tiểu đường có thể làm để giảm lượng đường trong máu và giảm thiểu nguy cơ biến chứng. 1. Theo dõi lượng đường thường xuyên trong máu. Các chuyên gia sức khỏe cho biết, mức đường huyết an toàn của mỗi người bệnh là không giống nhau. Do đó, cách tốt nhất để phát hiện lượng đường trong máu cao là bệnh nhân nên thường xuyên kiểm tra bằng máy đo cầm tay. Thời gian thực hiện kiểm tra thích hợp nhất là vào buổi sáng khi chưa ăn và sau khi ăn khoảng 2 tiếng và trước khi đi ngủ. 2. Ngủ đủ giấc. Thiếu ngủ là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng đến hàm lượng đường trong máu và độ nhạy của insulin. Đây cũng chính là nguyên nhân làm tăng sự thèm ăn và thúc đẩy để tăng cân ở người mắc bệnh tiểu đường. Chưa kể đến, thiếu ngủ làm tăng tình trạng căng thẳng,
Stress là yếu tố tác động làm giải phóng hormone tăng trưởng và tăng nồng độ của cortisol. Hai hoạt chất này đều đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát lượng đường trong máu. Ngủ không đủ giấc sẽ làm tăng lượng đường trong máu và khiến bệnh tiểu đường thêm nặng, làm tăng nguy cơ biến chứng. Do đó, để hạ đường huyết trong máu, bệnh nhân cần duy trì giấc ngủ ngon và sâu mỗi ngày. 3. Lựa chọn thực phẩm phù hợp. Các nghiên cứu cho thấy, nếu người bệnh ăn một chế độ dinh dưỡng ít carbon hydrate và giàu protein sẽ giúp làm giảm lượng đường trong máu một cách đáng kể. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng nên chọn những loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp để kiểm soát glucose trong máu. Quả việt quất có một số điểm tương đối thấp về chỉ số đường huyết, khoảng 53 điểm, nên không gây độ biết đường huyết trong máu, khá an toàn đối với người bị tiểu đường và người tăng huyết áp. Ngoài ra, chất xơ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý lượng đường trong máu nhờ cơ chế làm chậm tốc độ phân hủy carbon hydrate và hạn chế cơ chế hấp thu đường. Do đó, người bệnh nên bổ sung thực phẩm chứa nhiều chất xơ trong khẩu phần ăn hàng ngày. Đồng thời, bệnh nhân cũng nên sử dụng thêm thực phẩm giàu chrome và magie để cải thiện lượng đường trong máu. Dưới đây là một số thực phẩm mà bệnh nhân có thể sử dụng như khoai lang, thịt, cá, các loại hạt, sữa ít béo, rau không tinh bột, rau lá xanh như rau đay, đậu bắp hoặc rau mùng tơi. 4. Duy trì cân nặng khỏe mạnh. Giảm cân là một trong những cách hạ đường huyết lâu dài và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, được các bác sĩ khuyên người bệnh nên thực hiện. Theo một số thống kê, giảm 7% trong lượng cơ thể sẽ giúp giảm tới 58% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Điều này cho thấy giảm cân mang lại hiệu quả cao hơn sử dụng thuốc hạ đường huyết. Không những thế, cách làm này còn giúp cho cơ thể người bệnh trở nên thon gọn và khỏe mạnh hơn. 5. Tập thể dục thường xuyên. Tham gia các hoạt động thể chất, thường xuyên tập thể dục giúp người bệnh giảm cân. Đồng thời, cách hạ đường huyết này còn có tác dụng tăng độ nhạy cảm với insulin. Điều này có nghĩa là các tế bào trong cơ thể sẽ sử dụng tốt hàm lượng đường có sẵn trong máu, từ đó giúp chuyển hóa đường thành năng lượng phục vụ cho hoạt động của cơ thể và giúp giảm đường huyết trong máu. 6. Tránh căng thẳng. Căng thẳng hay stress là một trong những nguyên nhân gây đường huyết cao. Thông thường, khi bị căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra hormone cortisol và glucagon, khiến lượng đường trong máu tăng cao đột biến. Để làm giảm lượng đường trong máu và ngăn ngừa biến chứng, bệnh nhân nên loại bỏ stress và căng thẳng bằng cách thư giãn, ngồi thiền, tập âm nhạc trị liệu hoặc tập các động tác thể dục, yoga, v.v. là những cách giúp căng thẳng và hạ đường huyết một cách hiệu quả ngay tại nhà. Những cách hạ đường huyết nêu trên có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, huyết áp cao. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa bệnh chuyển nặng, gây biến chứng nguy hiểm thì tốt nhất bệnh nhân nên thăm khám định kỳ và điều trị bệnh theo chỉ dẫn của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bữa ăn an toàn cho đường huyết của bệnh nhân tiểu đường và tiếp đến là đánh bay bệnh tiểu đường khi biết được 6 điều quan trọng này. Và cuối cùng là hướng dẫn 6 cách hạ đường huyết lâu dài và an toàn cho những người mắc bệnh tiểu đường. Hy vọng rằng kiến thức trong video hôm nay đã giúp quý vị có thêm hiểu biết hơn để có thể phòng và hỗ trợ bệnh tiểu đường tại nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!